rất gắn bó. Dĩ Giáp, Kiều Linh đang di chuyển, không được. Và chuyện đó đã không vượt qua được Diakite. Đây là Công Phượng đột phá. Sơn Ngọc Đức. Hay, Công Phượng. Tỷ số là 1-2. Đã kẹt trong những cuộc đấu đá trong tí vừa rồi. Sơn Ngọc Đức và Công Phượng đã tìm thấy nhau trong một pha bóng rất là không hề đơn giản. Những tỉa khe của Sơn Ngọc Đức thực sự là đủ khéo léo và thông minh. Còn với Công Phượng thì đó là bàn thắng thứ ba ở V-League 2020. Sự nhanh nhẹn và xuyên ghi bàn đã trở lại với Công Phượng. Tất cả đều rất hợp lý. Ngay cả cú bóng cuối cùng của Công Phượng cũng vậy. Rất đáng khen cho nỗ lực của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thế trận có thể nói là rất nhiều sự may mắn vì Sơn Ngọc Đức và Công Phượng cũng cố gắng kết hợp. Trong tay chính điều khiển trận đấu này là ông Trần Đình Thịnh. Các trợ lý là ông Nguyễn Lâm Minh Đăng và Cao Thanh Tú. Trong tay thứ tư là ông Lê Đức Cảnh. Giám sát trận đấu là ông Trần Ngọc Thái Tuấn và giám sát trọng tài là ông Hồ Minh Hồng. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và VfB Bình Dương đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong những chiếc áo màu đỏ ở phần sân phía tay trái của các bạn. Với việc câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng láng giềng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được chiến thắng ở vòng đấu thứ 8 trên sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng. Thì trước khi bước vào trận đấu này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm ở vị trí thứ 2 với 2 điểm ít hơn. Cho đến lúc này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có 14 điểm sau 4 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 12 bàn thắng và được đón lưới 5 bàn. Ở một trong những trận đấu diễn ra cùng ngày với cuộc đọ sức này, câu lạc bộ Đà Nẵng đã có chiến thắng 3-0 trên sân của Thanh Hóa và qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ tư với 14 điểm, có nghĩa là ngang bằng với số điểm của Bình Dương nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Bình Dương tạm thời tụt xuống vị trí thứ 5. Họ đã thắng 3 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong trận đã qua, ghi được 9 bàn thắng và để đón lưới 5 bàn. So với trận đấu trước thì Hồ Tấn Tài, thành viên của U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2019, đã được trở về chơi ở vị trí ở cánh phải, vị trí quen thuộc hơn. Pha phối hợp 1-2. Điều xuống Touré. Phát đền. Penalty là chính xác. Cú phanh bóng của Yusuf Touré đã khiến cho Hữu Tuấn không còn cách nào khác. Chúng ta cùng xem lại pha đua tốc độ rồi đổi hướng của Yusuf Touré. Góc máy này chắc chắn sẽ rõ ràng hơn. Hữu Tuấn đã can thiệp vào chân trụ của Yusuf Touré. Không quá khó khăn để trọng tài điều khiển trận đấu ông Trần Đình Thịnh xác định được lỗi của trung vệ bên phía đội chủ nhà. Ở vòng trước, Bình Dương thua tương đối sớm từ chấm 11m, còn bây giờ là lúc họ lại có một cơ hội để vượt lên từ chấm phạt đền khi mà hiệp 1 của trận đấu vừa mới khởi đi. Cho đến trước khi diễn ra trận đấu này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 3 đội có số bàn thua ít nhất. Thì đây có thể sẽ là tình huống dẫn đến bàn thua thứ 6 của họ ở mùa giải năm nay. Heribo Gustavo. Rất đơn giản. Số 10 của VfB Bình Dương đã đánh lừa được thủ môn đối phương. Những động tác vào đà chậm chắc đã khiến cho Gustavo hoàn toàn chủ động trong tình huống đối mặt với thành thắng từ cự ly 11m. Đội khách VfB Bình Dương đã vượt lên.
Trên sân lúc này thì BKM Bình Dương đang chơi với bộ đôi tiền đạo là Yusuf Touré và Tiến Linh. Tiến Linh đang thay Tô Văn Vũ đeo băng đội trưởng ở trận đấu tại vòng 8. Yusuf Touré không phải là một tiền đạo có tốc độ tốt, nhưng khoảng trống mà hàng thủ của câu lạc bộ Chí Linh để lộ ra trong những vừa rồi là tương đối lớn. Và cầu thủ có vóc dáng cao lớn bên phía BKM Bình Dương đã có cơ hội để phô diễn những kỹ năng có loại tương đối tốt của mình. Hữu Tuấn đã không làm chủ được tình hình và mắc lỗi. Và tranh chấp giữa Amido Mande và Thanh Long. Trước khi bóng lăn, ngôi đầu của Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn được đảm bảo. Bàn thua sớm càng khiến cho việc giữ ngôi đầu trở nên mong manh hơn đối với đội chủ sân Thống Nhất. Mane đã có lỗi của số 99 tiền đạo bên phía câu lạc bộ Thủ Thiêm mình. Cho phép các trợ lý gọi xe ông Đúc vào sân. Trọng Huy. Và bị vị Tiến Linh vào chuyền ngược. Edipo quá chậm. Tình huống phá bẫy vị thành công đầu tiên trong trận đấu này của BKM Bình Dương. Tiến Linh đã thoát xuống rất đẹp, nhưng đáng tiếc là ở pha nhận bóng sau quả chuyền của Tấn Tài. Tiến Linh rất cố gắng, nhưng cú chạm bóng bằng đầu của Tiến Linh là chưa đủ khó để có thể đánh bại Thanh Thắng thêm một lần nữa trong trận đấu này. Họ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với một thủ dưới đẳng không có lối vị, nhưng Tiến Linh lại không kiểm soát được trái bóng. Kết thúc của Phạm Văn Thành. Có một điều tương đối rõ, luôn thể hiện trong cách chơi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở một vài trận đấu gần đây, đó là việc họ không tạo ra được nhiều tính nhịp điệu ở những pha triển khai lối chơi. Ngay cả những tình huống cố định như chúng ta vừa thấy thì tầm chuyền bóng cũng như nhịp phối hợp của người chuyền và người nhận phía trong rõ ràng là còn có rất nhiều điều bất hợp lý. Lúc này thì trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Giờ Nam Hà Nam Định đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Giang Trần Quách Tân là người đã ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà ở phút thứ 95 bằng một bàn thắng rất đẹp. Nhiều sự căng cứng trong những bước di chuyển và xử lý của đội chủ nhà áo đỏ. Anh Tài
pha xử lý ẩu của anh Tài, nhưng Trần Đức Cường đã xử lý tốt để chữa cho người đàn em. Công Phượng, Trung Quốc, Yusuf Toure, đó là lỗi của Diakite. Người đang bị đau bên phía Bình Dương là Đoàn Tuấn Cảnh. Hơn một lần trong trận đấu này, các bác sĩ đã phải vào sân để chăm sóc cho số 9 bên phía BK Bình Dương, người đã thay vị trí của đội trưởng Tô Văn Vũ. Thời gian còn lại của hiệp 1 là không nhiều, và có lẽ là BK Bình Dương sẽ bảo toàn được cách biệt này cho đến đầu hiệp 2. Ít nhất là như vậy, Bình Dương đang chơi ổn định bên phía sân nhà. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang khiến cho người ta cảm nhận rằng họ vẫn rất bí trong việc triển khai lối chơi. Đường chuyền dài, Ban Đề, Phạm Văn Thành, cứ đây. Cú dứt điểm trong tình huống vừa rồi là của Thanh Bình. Trước đó là cú mở bóng rất dài từ phần sân nhà của Ngô Hoàng Thịnh. Trên sân lúc này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có khá nhiều nhân vật có thể xử lý tương đối tốt những tình huống thứ hai, những pha xử lý tầm xa như Hoàng Thịnh hay Thanh Bình. Và có thể là ở ít phút vừa rồi chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy manh nha những pha chơi bóng để phục vụ cho các chân sút này với những cú nhả bóng cho tình huống thứ hai. Sẽ có 2 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ nhất. Trung Quốc, Thanh Bình cản phá của số 9 và Tuấn Cảnh. Đức Hiển, pha bóng của Trọng Huy, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Diakite, Hồ Việt Vị, Edipo Gustavo, Tiến Linh ở phía trong rất khéo bằng chân trái. Tỷ số là 2-0 cho BK Bình Dương. Cú đúp của số 10 Edipo Gustavo. Chơi phản công là sự lựa chọn của BK Bình Dương, và họ đã có cơ hội để nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ở tình huống phản công vừa rồi thì Edipo Gustavo đã phá bẫy Việt Vị hợp lý, đón nhận đường truyền của Trọng Huy. Cái chân trái nam Mỹ của số 10 Edipo Gustavo đã có cơ hội để phát huy thêm lần nữa, và cú chích mũi hợp lý của Edipo Gustavo đã đánh bại những nỗ lực cản phá của Thanh Thắng. Hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Dương Đúc, Abidou Bade, Sơn Quang Đức, Xeo Dương Đúc, cú chuyền bóng lực của Công Phượng. Pha chơi bóng ý tưởng có thể nói là rất đáng ghi nhận của Công Phượng, nhưng người đã di chuyển bóng để có thể thủ trong tình huống vừa rồi là Phạm Văn Thành lại không tận dụng được cơ hội. Rabo Ali vẫn còn đủ nhanh.
Traoré. Edipo. Và can thiệp là của Thanh Long. Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một là thời điểm mà không thể tạo ra được chơi nhanh, được vị trí tốt. Bây giờ là lúc mà chắc chắn tình thế sẽ khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần phải nhiều hơn để đẩy tốc độ của trận đấu lên. Qua đó đây là Công Phượng, cú sút xa. Cảm hứng là chưa đủ tốt và cảm giác chìm và đã đánh bại hoàn toàn được thủ môn Trần Đức Cường, nhưng cột dọc vẫn còn đứng về phía thủ môn gốc Nghệ An. Bây giờ là quả phạt dành cho đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Người sẽ thực hiện quả trả bóng là Seo Yong Duc. Nhưng đó không hoàn toàn là một cú dứt điểm. Trần Đức Cường đã băng ra và tạo ra sự khó khăn nhất định cho chiến thuật của đối phương. Thêm một quả phạt nữa dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Đó sẽ là một thử thách không hề nhỏ lên hàng thủ của đội khách BKM Bình Dương. Seo Yong Duc. Đường truyền của Sầm Ngọc Đức.
lỗi của Hoàng Thịnh. Sự thật là người bên phía BKM Bình Dương. Cầu thủ đa năng Hồ Sĩ Giáp sẽ vào sân. Cùng với đó sẽ là Tống Anh Tỷ. Cầu thủ mang áo số 6 Nguyễn Trọng Huy rời sân. Cầu thủ trong số 7 sẽ là Trọng Huy vào sân. Công Phương. Băng lên thì họ vẫn có thể tạo ra được một sự nguy hiểm nào đó. Chơi phản công với Bình Dương vào lúc này là hợp lý. Năng lực tổ chức của họ là chưa đủ tốt. Như
xây dựng một lối chơi chặt chẽ ở sân nhà trước khi khai thác ở phía trên. Điều đầu tiên Thanh Sơn hoàn toàn không làm được. Pha đột phá không thành công của Công Phượng. Tình huống của Công Phượng không có được ý định đi vào thực sự rõ ràng, muốn đi thực sự rõ ràng thì đối mặt với Thanh Long. Chỉ giáp Yusuf Touré. Rất quyết liệt và chính xác của Sơn Lâm Đức. Sơn Lâm Đức không có ai có thể tiếp nhận được đường truyền vừa rồi của Lâm Đức. Đó là lỗi của Ngô Viết Phú. Một cánh tay thừa của Viết Phú khi đối mặt với Tiến Linh. Phạm Văn Thành rời sân. Xuân Nam. Hai trận đấu đầu tiên ở mùa giải này, Xuân Nam đóng góp 3 bàn thắng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 6 trận đấu tính cả trận đấu này. Pha xử lý không tốt của Tống Anh Tỷ. Abidu Mane. Công Phượng. Không tốt của Hoàng Thịnh. Nếu giành được 3 điểm sau trận đấu tại vòng 8, BKM Bình Dương sẽ có mặt trong top 3. Họ sẽ có được 14 điểm. Thẻ vàng dành cho Hồ Sĩ Giáp. Đó là tình huống mà cầu thủ chạy cánh bên phía bên phía Bình Dương đã phạm lỗi với Thanh Thắng. Càng chơi thì số 10 của đội tuyển Bình Dương càng thể hiện được rõ vai trò của mình. Đường truyền là của Yusuf Touré. Một pha xử lý rất kinh nghiệm. Lỗi của Sĩ Giáp. Đường truyền của Công Phượng. Đây là Xuân Nam. Thịnh. Không được. Yusuf Touré rất cắn bó. Dĩ Giáp, Kiều Linh đang di chuyển. Không được. Và chuyện đó đã không vượt qua được Yakite. Đây là Công Phượng đột phá. Sơn Ngọc Đức. Công Phượng thì đó là bàn thắng thứ 3 ở VLIC 2020.
trở lại với Công Phượng. Tất cả đều rất hợp lý. Ngay cả cú bóng cuối cùng của Công Phượng cũng vậy. Rất đáng khen cho nỗ lực của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thế trận có thể nói là rất nhiều sự may mắn vì Phạm Đức và Công Phượng cũng cố gắng kết hợp với nhau bằng những pha chơi bóng ở ngay trung lộ có chất lượng. Khi mà khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là một bàn thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ lý thú. Đây là đợt phản công của Bình Dương. Tiến Linh dứt điểm đá đôi. Pha dâng cao vừa rồi là của Hồ Tấn Tài. Vẫn còn rất nhiều thời gian và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa hết những hy vọng để giành điểm trong trận đấu này. Vừa rồi tình huống gắng sức có thể nói là cực lớn của Hồ Tấn Tài. Những phút thi đấu vừa qua của hiệp hai là rất sôi nổi. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc họ cần phải làm, đó là gia tăng sức ép, là chơi với một quyết tâm cao, là chơi với một nhịp độ nhanh. Nhưng điều đáng kể nhất là những pha phối hợp nhỏ, những pha chơi bóng có được gắn kết, có chất lượng cao hơn, được cải thiện. Chúng ta vừa được xem lại pha băng lên của Hồ Tấn Tài, nhưng đó là tình huống mà hầu về cánh của bên Cam Bình Dương không đủ tốc độ để có thể đánh bại được trụ vệ Hữu Tuấn. Rất khó để có thể đòi hỏi Tấn Tài có phẩm chất của một cầu thủ tấn công trong phạm vi hẹp ở đợt tấn công vừa rồi. Tuấn, Yusuf Touré, phút thứ 80, tỷ số của trận đấu đang là 2-1 nghiêng về phía đội khách BKM Bình Dương. Trước khi phải nhận bàn thua đầu tiên trong trận đấu này thì BKM Bình Dương đã có một vài cơ hội, có được những khoảng trống để có thể thực hiện những pha phản công. Nhưng tiếc là những pha đó họ đã không có được đầy đủ sự sắc bén để trừng phạt đối thủ. Bây giờ thì thắng lợi của họ cũng trở nên mong manh hơn và họ sẽ phải gồng mình ở những phút còn lại. Yusuf Touré bị phạm lỗi, đó là lỗi của Hữu Tuấn. Một ngày thi đấu mà cầu thủ đã 35 tuổi Yusuf Touré đã chơi có thể nói là rất hiệu quả. Anh thực sự rắc rối đối với hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sự thay đổi người bên phía BKM Bình Dương. Trọng Huy rời sân, thay vào đó là Ngô Hồng Phước. Một sự cầu cố cho tuyến giữa. Công Thành vào thay cho Sầm Ngọc Đức. Đó cũng là sự thay đổi người bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đường chuyền hỏng vừa rồi là của Tống Anh Tỷ. Ngô Hoàng Thịnh. Công Phượng, Tùng Quốc đánh đầu. Hữu Chí Tuấn thì tỷ số được cân bằng 2-2 khi mà Abido Bande đã nhảy lên và không bị ai kiểm soát. Đáng tiếc là cú chạm bóng của cầu thủ mang áo số 99 bên phía đội áo đỏ lại chỉ có thể tạo ra được một cú dứt điểm vừa đủ tầm vào khả năng xử lý của thủ môn Trần Đức Cường mà thôi. Cú đánh đầu quá nhẹ. Căng thẳng của mặt tâm lý đã được giải phóng phần nào bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã chơi nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Những hướng tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh cũng được vì thế mà trở nên đa dạng hơn.
Xuân Nam, Hoàng Thịnh, Amido Bande. Yakite. Hữu Tuấn. Công Phượng. Cú phá bóng là của Rabo Ali. Phượng, Abido Bande. Ở vòng đấu tiếp theo, vòng đấu thứ 9 của V-League 2020, thì các đội Bình Dương sẽ chơi trên sân nhà tiếp Hà Gia Lai. Trong khi đó, thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm khách trên sân của Thanh Quảng Ninh. Công Phượng. Đường truyền của Rabo Ali. Hồng Phước. Tiến Linh. Tống Anh Tỷ. Hồ Tuấn Tài. Đánh đầu. Khoảng trống là khá đẹp và đường truyền của đồng đội cũng là thuận lợi. Nhưng với pha xử lý tiếp theo của trọng tài thì nó được coi là một tình huống có lỗi thiết bị của đội khách về các đội Bình Dương. Quả bóng không thật sự rõ ràng. Hữu Tuấn. Dứt điểm. Người đã phanh được bóng nhưng không thể có được cú đá cuối cùng là Xuân Nam. Công Thành. Nỗ lực xoay sở của hậu vệ cánh. Công Thành. Công Phượng. Sẽ có thẻ phạt dành cho Tống Anh Tỷ. Sau khi vào sân thì Tống Anh Tỷ không thể đóng góp gì nhiều cho BK Bình Dương ở những tình huống chuyền bóng kết nối. Nhưng bù lại với sức vóc của mình, số 17 của đội bóng áo xanh đang cố gắng tạo ra những tình huống truy cản ở tầm cao để hạn chế khả năng hoạt động của tuyến giữa bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai sự thay đổi người bên phía BK Bình Dương. Trương Dũ Đạt và Nguyễn Hùng Thiện Đức là những người sắp vào sân. Tiến Linh sẽ rời sân. Băng đội trưởng được trao lại cho Rabo Ali.
Trận đấu chỉ còn vài phút. BKM Bình Dương cần nhiều hơn những cầu thủ ở khu vực 16m50. Nguyễn Anh Tài là người đã rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Đồng Thiện Đức. Có chuyền bóng của Công Phượng. William dứt đêm, cú vào! Sóng gió vẫn còn trước khung thành của Bình Dương. Xuân Nam vừa được đối mặt với Trần Đức Cường và dường như là một bờ vai của Đức Cường đã cứu thua cho đội khách với các đội Bình Dương. Mới chỉ ở vòng đưa bóng trước thôi, cũng trên sân nhất. Mình và Đà Nẵng đã tạo ra một cuộc đấu sức có thể nói là cực kỳ sôi động và hấp dẫn cho đến những giây cuối cùng. Và trận đấu tiếp theo này thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phải rượt đuổi đối thủ với một khoảng cách mong manh trước mặt. Trận đấu sẽ phải tạm dừng khi mà Rabo Ali trung vệ bên phía bên Bình Dương bị chảy máu. Chúng ta cùng xem lại cơ hội gần nhất của đội chủ nhà. Công Phượng đã bấm bóng đủ khéo. Thanh Long gặp khó khăn trong tình huống truy cản tầm cao. Đức Cường là người đã băng ra kịp thời. Không phải là những cánh tay mà thân người của Đức Cường đã cứu thua cho đội khách. Thứ 90, Bình Dương vẫn đang dẫn trước một bàn, nhưng trong một tình thế có thể nói là cực kỳ mong manh. Trận đấu tiếp tục với một tình huống tung bóng. Công Phượng, một tình huống quan sát tốt của Công Phượng, nhưng cú đá ở phút thứ 90 không còn đủ lực căng và cự ly dứt điểm cũng là quá xa, khiến cho Công Phượng rất khó có thể đánh bại được Trần Đức Cường dù thủ môn của Bình Dương đã đứng ở vị trí tương đối cao. Youssou Touré, Hoàng Thịnh. 5 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Thanh Thắng. Hữu Tuấn. Công Phượng không che bóng. Người đã can thiệp trong tình huống vừa rồi là Nguyễn Hùng Thiện Đức. Và can thiệp không đủ độ chắc chắn của Ngô Viết Phú. Tiếp theo sẽ là một quả phạt góc dành cho BKM Bình Dương. Và đây là lúc mà chắc chắn là cầu thủ áo xanh sẽ làm mọi cách để kéo dài thời gian đưa bóng nhập cuộc. Youssou Touré. Theo Dương Đúc rất khéo. Công Phượng. Rồi Dương Đúc.
Công Phượng. Thanh Long là người vừa bật lên. Hoàng Thịnh. Thanh Thắng. Cả Diakite cũng đã liên tham gia tấn công. Xuân Nam rất cố gắng xoay sở. Đó không phải là một tình huống phạm lỗi của hậu vệ Bình Dương. Trọng tài chính Trần Đình Thịnh đang cho tạm dừng trận đấu. Có lẽ lại là một thành viên của ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phản ứng thái quá. Đó chính là ông Trương Hai Sông. Và thẻ vàng vừa được rút ra dành cho huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vượng quả phạt. Phút đá bù giờ cuối cùng. Và đây là những hy vọng dành cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Người treo bóng sẽ là tiền vệ người Hàn Quốc Seo Yong Duk. Treo bóng đẹp. Rabo Ali là người trả được quả bóng. Hoàng Thịnh. Nhà tuyến này. Cú đá là của Ngô Viết Phú. Thanh Thắng. Có lẽ là không còn hy vọng cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh giành điểm trong trận đấu này. Trận đấu kết thúc với bàn thắng 2-1 nghiêng về phía BKM Bình Dương. Trận thua thứ hai của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải này. Dù Công Phượng đã ghi bàn trở lại, dù họ đã có rất nhiều cố gắng để cải thiện lối chơi của mình ở hiệp thi đấu thứ hai, thì những bàn thua trong hiệp 1 sau những tình huống dứt điểm thành công của Hedipo Gustavo cũng đã khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải chấp nhận thêm một trận thua nữa, và họ chính thức mất ngôi đầu sau vòng đấu thứ 8 này vào tay của đội bóng láng giềng câu lạc bộ Sài Gòn. Còn BKM Bình Dương với một chiến thắng trên sân của đối thủ, họ đã có được thêm 3 điểm và lọt vào top 3 sau vòng đấu thứ 8. Xin chúc mừng cầu thủ BKM Bình Dương, một trận đấu mà họ chơi phòng ngự phản công rất xuất sắc. Công Phượng đã rất cố gắng và có bàn thắng cho riêng mình, nhưng từ đó là không đủ, và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi của mình, để có thể tạo ra được một áp lực lớn hơn, để có thể tạo ra được một cuộc cạnh tranh có chất lượng hơn cho ngôi đầu ở mùa giải này. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BKM Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ 8 của LSV League 2020 xin được dừng lại ở đây. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.